bà bầu nên ăn loại cá gì để con thông minh khỏe mạnh? Cá là loại thực phẩm dinh dưỡng không thể thiếu của con người, nhất là những người mang thai. Tuy nhiên, không phải loại cá nào bà bầu cũng ăn được. Vậy bà bầu nên ăn cá gì? Cá chép. Cá chép từ lâu đã nổi tiếng là một loại thực phẩm rất tốt cho bà bầu bị động thai. Cá chép có tác dụng bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, chữa ho, lỡ loét, đồng thời rất tốt trong việc an thai, bổ sung thêm những chất dinh dưỡng tốt cho thai nhi phát triển khỏe mạnh. Cá hồi. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bà bầu ăn nhiều cá thì não bộ của thai nhi càng phát triển. Tuy nhiên, các mẹ chỉ nên ăn khoảng 360g cá hồi mỗi tuần, vì mặc dù cá hồi có ít hàm lượng thủy ngân, nhưng nếu ăn hàng ngày có thể tích tụ một lượng lớn thủy ngân trong cơ thể. Cá cơm. Loại cá tuy nhỏ bé nhưng nó chứa rất nhiều dinh dưỡng, giúp mẹ bầu và thai nhi khỏe mạnh suốt thai kỳ. Cá cơm có tác dụng làm sạch tỳ vị, cải thiện thị lực, tốt cho tim, làm đẹp da, tốt cho mắt, giàu canxi, ít chứa thủy ngân. Cá chim. Đây là một loại cá rất dễ ăn và dễ chế biến, nên mẹ bầu có thể sử dụng để thay đổi khẩu vị. Thịt cá chim trắng, thơm và béo, rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của bà bầu. Cá trích. Tương tự như cá hồi, cá thu, cá trích cũng là một loại thực phẩm có nguồn chất béo omega 3 dồi dào, có ích trong việc phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ cho bé, bảo vệ tim mạch cho cả hai mẹ con. Hơn nữa, cá trích rất ít tanh, thịt trắng, ăn rất lành, ít mỡ nhưng lại béo thơm nên rất phù hợp với bà bầu trong suốt thai kỳ. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.